100.000 đồng đang chờ bạn nâng cấp tài khoản để nhận quà. Mình sẽ bấm là mở tài khoản giao dịch. Đường link tải ứng dụng ở dưới phần mô tả video nha anh em. Ở đây thì anh em có thể bấm copy cái mã code này để lát tạo tài khoản anh em dán cái mã code ra cho nó tiện luôn. Hoặc là bên dưới phần mô tả video mình có để một cái mã code cho anh em copy cũng được ha. Lát nữa chúng ta tạo tài khoản anh em sẽ nhập cái mã code này. Bây giờ bấm một chữ là đăng ký tài khoản này. Sau đó anh em chỉ cần cài đặt ứng dụng thôi. Vào ứng dụng chúng ta lướt qua này. Rồi sau đó bấm chữ đăng ký nếu như chưa có tài khoản nha anh em. Ở đây đăng ký thì chúng ta sẽ sử dụng một cái số điện thoại. Rồi tiếp tục này. Nó sẽ gửi một cái mã OTP về cho chúng ta nhé. Đó, nhập vô. Bây giờ anh em sẽ thêm một cái địa chỉ email. Tiếp tục là tên hiển thị của anh em. Ở cái mục mã giới thiệu á, thì anh em dán cái mã giới thiệu hồi nãy chúng ta đã copy được vô đây. Bây giờ anh em chỉ cần bấm chữ đăng ký là được. Bây giờ anh em sẽ thêm một cái tên đăng nhập nha. Sau này chúng ta sẽ dùng cái tên này để đăng nhập vô ứng dụng. Tiếp này, anh em có thể đọc các cái điều khoản của nó ở trong đây. Sau khi đọc xong thì tích vô tôi đồng ý là được. Đồng ý. Nó gửi thông báo về tài khoản của mình đã được tạo thành công rồi anh em. Và nó gửi cho mình một cái mật khẩu nhá. Đó, bấm vô. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái mật khẩu này để đăng nhập vô ứng dụng. Lưu ý, mật khẩu ở đây nó có cái chữ thăng nữa nha anh em. Sau khi đăng nhập xong thì để bảo vệ cái tài khoản của bạn á, nó sẽ yêu cầu anh em nhập một cái mật khẩu mới. Nhập xong bấm chữ đổi mật khẩu là được ha. Rồi nó lại tiếp tục gửi một cái mã OTP về cho chúng ta. Tiếp tục thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái cổ phiếu đầu tiên. Anh em có thể là lựa chọn một cái bất kỳ cái nào cũng được ha. Mình chọn của BIDV chẳng hạn. Rồi tiếp tục này, đã chọn chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối. Rồi đã chọn. 100.000 đồng đang chờ bạn nâng cấp tài khoản để nhận quà. Mình sẽ bấm là mở tài khoản giao dịch. Quà tặng dành cho khách hàng mới này. Để nhận được phần quà thì chúng ta cần phải nâng cấp cái tài khoản nha anh em. Chúng ta có thể là chọn cái phần đó là tôi là công dân của Việt Nam. Bấm vô. Để xác minh thì chúng ta chọn cái phần khuyên dùng này anh em. EKYC ha. Chúng ta bấm vô. Sử dụng chứng minh hoặc là căn cước để xác minh cái tài khoản của anh em. Chụp mặt trước, mặt sau nha anh em. Và nó cũng sẽ yêu cầu anh em selfie cái gương mặt của bạn nữa nha. Nếu như thông tin của bạn chụp rõ ràng, selfie gương mặt rõ ràng nó nhận diện được thì nó sẽ lấy hết tất cả những thông tin của anh em đã chụp ha. Chuyển qua cái phần thông tin cơ bản của anh em. Đến bước chọn dịch vụ chúng ta cũng sẽ bấm tiếp. Đồng ý này. Kết thúc này. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập lại tài khoản ha. Bây giờ tài khoản của chúng ta nó báo này đã xác thực nha anh em. Nhưng mà hiện tại thì nó chưa được duyệt anh em ạ. Đây chúng ta vô cái phần hộp quà này anh em có thể nhìn thấy. Nâng cấp tài khoản và nhận ngay quà là 100k ngay. Nhưng mà nó đang đợi duyệt nha anh em. Sự kiện này bắt đầu từ thời gian 21 tháng 1 2022 cho tới khi có thông báo khác nha anh em. Có nghĩa là nó chưa có thời gian kết thúc sự kiện này đâu. Giá quy đổi sẽ là 100.000 đồng trên một quà tặng ha. Trong lúc đợi nó kích hoạt tài khoản của mình á, thì ở đây mời thêm một bạn nhận thêm 100.000 đồng nha anh em. Mình sẽ bấm vô là mời bạn này. Đó, ở đây nó sẽ có một cái mã quà tặng. Thì cái mã này chúng ta có thể thay đổi được nha, để cho người khác nó dễ nhập hơn. Ví dụ mình sẽ thay đổi thành cái mã code đó là nhận 100k nha anh em. Sau đó mình chỉ cần bấm ra ngoài thôi. Đó, nó sẽ lưu lại nhá. Nếu như nó thông báo là cái mã này nó bị trùng, có nghĩa là người khác đã sử dụng rồi, thì chúng ta phải thay đổi một cái mã khác nhá. Ví dụ mình thay đổi lại thành code 100k LVT là được. Rồi quay ra ha. Thì ở bên ngoài nó sẽ thay đổi nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cái mã code này để đi giới thiệu bạn bè thôi. Bạn bè mà nhập cái mã code của chúng ta, tạo tài khoản định danh thành công, bạn bè nhận được 100k và chúng ta cũng sẽ nhận được là 100k luôn. Thời gian hết hạn là không có ngày hết hạn nha anh em. Về cái ứng dụng này á thì mình phải làm vài video nó mới hết được. Ở video đầu tiên này chỉ hướng dẫn anh em tạo tài khoản để nhận được 100k sau khi định danh thôi. Ở video sau, sau khi mà tài khoản của mình được kích hoạt thành công, mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng 100k này, cũng như là hướng dẫn anh em cách rút tiền ha.